Các bạn nha, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình. Rồi, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn về một kỹ năng chơi bài, đó là xào bài theo công thức mà binh bài bủ. Thì bài bủ này thì nó cũng giống như những bài binh khác, nhưng mà nó chỉ có 4 lá thôi. Ví dụ binh Ấn Độ thì 6 lá, binh Ngầu Hầm thì 5 lá, còn bài bủ này thì 4 lá. À, thì cái bài bủ này á, thì đa số là những anh em ở Tây Ninh chơi nhiều. À, rồi. Thì binh bài bủ xào theo công thức như thế nào thì xin mời các bạn đến với kênh Poker Lý Thái Xem City, thì Thái sẽ chia sẻ cho các bạn về những kỹ năng xào theo công thức mà binh bài bủ. Rồi, xin mời các bạn nhé. Rồi, chào các bạn nha, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của Lý Thái. Rồi, thì hôm nay Thái sẽ chia sẻ cho tất cả các anh em về một cái kỹ năng chơi bài, đó là binh bài bủ. Thì binh bài bủ này nó giống như là chúng ta chơi bài binh Ấn Độ 6 lá hoặc là Ngầu Hầm 5 lá. Thì bài bủ này thì binh 4 lá. À, thì nó cũng phân chia là hai chi trên và chi dưới, 4 lá. Thì bài bủ này thường thì chúng ta chơi có hình và không có hình. À, tùy theo những cách mà mình áp dụng do chúng ta. Đó. Thì hôm nay Thái chia sẻ cách chơi bài bủ là nó có hình, có hình. Thì chơi bài bủ này thì chúng ta chia thì ít nhất chúng ta phải có một cái đôi. Một cái đôi. Và cái đôi lớn, cái điểm lớn ở trên, điểm nhỏ ở dưới. Ví dụ như cái đôi, dụ đôi đầm, đôi ghi, đôi 10 gì đó. Thì điểm dưới thì dụ như 1 bụng mấy, 2 bụng mấy, 3 bụng mấy, 4 bụng mấy gì đó. Nó đến tới 9. Hoặc là nó 2 bụng cũng được luôn, 2 bụng. Thì cái bài bụng này thì Thái thường thấy là ở Tây Ninh chơi nhiều bạn nha. Những cái địa danh khác thì Thái không thấy chơi. Rồi. Thì hôm nay tôi chia sẻ kỹ năng chơi bài bủ này là xào theo công thức các bạn. Thì nó cũng giống như những cái kỹ năng khác thôi. Xào theo công thức. Rồi Thái sẽ đánh một ván cho các bạn xem, sau đó Thái sẽ chia sẻ cái đánh. Và cái cách lấy bài á, chúng ta không cần mà trẻ gì hết, chúng ta chỉ sắp bài trên sân là chúng ta trẻ các bạn nha. Rồi. Thái sẽ đánh một ván cho các bạn xem. Đây. Thì Thái sẽ lấy được cái chín bủ già. Chín bủ già nó sẽ như thế này. Rồi, cái này là bốn bủ ách nha, bốn bủ ách. Cái này là không có. Cái này nó sẽ như gì luôn. Rồi, thì Thái sẽ chia sẻ cái đánh như thế này. Chúng ta chơi thì chúng ta muốn lấy hai cái bủ thì chúng ta lựa hai cái bủ sẵn và chúng ta gom thêm 6 lá nữa. Rồi chúng ta sẽ sắp như thế này. Cái này là sắp bài chính xác, chúng ta gom bài thôi. Nó sẽ như thế này. Một bủ nha, ba cái 6 lá và một tụ. Chúng ta có thể gọi bằng cái là 1 3 1, cái nghĩa là một tụ thêm 3 tụ và một tụ, hoặc là 2 lá 6 lá 2 lá là nhiêu đó được này. Nếu như chúng ta mà muốn đánh đổ, chúng ta là không là cái mà nhà đối diện là gái, thì chúng ta chỉ thêm 2 lá xuống nữa như thế này. Rồi thì bây giờ Thái sẽ xào theo công thức. Rồi thì Thái cũng nói luôn là trẻ bài này là làm dấu âm dương, nó có phần cong và phần thẳng. Rồi bây giờ xào theo công thức, nếu như mà chúng ta đánh đổ thì chúng ta 2 2 3 3 2 3, như thế này, 1 2, 1 2, và chúng ta kẹp 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3. Rồi là như thế. Rồi thì bên nhà này chia đây cho chúng ta. Còn đây, chúng ta lấy được hai cái bủ như thế này, hai cái đôi. Và thấy rất là đơn giản không? Đây. Đây là 8 bủ ghi.
Rồi thì Thái sẽ chia sẻ lại cái cách đánh chúng ta gom bài. Bây giờ giống như ta muốn lấy một cái bủ ri và bủ tám đúng không thầy, thì chúng ta hốt nè, chúng ta không là nhà cái thì chúng ta hốt hai lá trước, bỏ hai hai sáu hai là như thế này. Nó sẽ như vậy. Đây. 1, 2 lá, 6 lá, 2 lá và 2 lá này nữa. 2, 6, 2, 2. Hoặc là 2, 3, 2. 1, 3, 2 là 1 tụ, 3 tụ, 2 tụ. Rồi chúng ta gom lại. Rồi chúng ta chẻ một cái này chúng ta sắp vào trên sân thì chơi ok các bạn ha, chúng ta đánh độ và rồi 1 2 1 2 1 2 3, rồi 1 2 3 1 2 1 2 3, rồi chúng ta chỉ việc xào gì là ok. Rồi thì chúng ta lấy được hai cái bụng, cái bụ 8 và bụ bôi. Rồi ở đây là kỹ năng đánh bài bụ mà xào theo công thức, công thức là 1 3 1 hoặc là 2 6 2. Cái vị trí bài chúng ta lấy và xào công thức là 2 3 3 2 3. Thì ta sẽ để dưới cái đường link đó, là sẽ cái công thức như thế. Rồi thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu các bạn thấy video này hay thì cho Thái xin một like và nhấn đăng ký kênh ủng hộ Lý Thái nha. Và Thái cũng nói luôn là Thái chia sẻ lên đây là Thái chia sẻ một môn nghệ thuật. Thái muốn tiết lộ những bí mật đằng sau của bồi lá này cho chúng ta biết được, để mà chúng ta có gặp phải thì chúng ta nên tránh. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các bạn nha.